hai bạn đứng chạm lưng vào nhau ở giữa sân khấu. Thảo Nguyên và Hoài Hương đã yêu nhau. Yêu nhau lắm, yêu nhau thực sự. Nhưng hoàn cảnh gia đình lại khác. Hoàn cảnh gia đình của Hoài Hương, nhà đông anh em, bố thì say xỉn. Một mình Hoài Hương phải gánh vác cả gia đình. Thậm chí nhiều khi còn không có cả thời gian để quan tâm đến mối tình của mình. Trong khi đó, gia đình nhà Thảo Nguyên rất giàu có. Em là con gái một, duy nhất. Và mẹ em buộc em phải có một người chồng môn đăng hộ đối. Và các em sẽ phải làm thế nào? Bắt đầu. Anh muốn nói gì Huy? Sự thì anh không phải là người cực có cái điều kiện kinh tế. Trong cái bên ngoài của anh thì nó có một gì đó lạnh lùng, hơi hư hỏng một chút, nhưng mà thực sự bên trong anh rất tự ti về cái gọi là tài chính của mình. Anh không thể nào mà gọi là cứ phải ép buộc bản thân mình tỏ ra là một người giàu có để mà có được tình cảm của em. Chỉ mong là em thấy được sự cố gắng của anh và con người chân thành của anh để mà chúng ta có thể đi tiếp. Em có hai câu muốn nói với anh. Anh nghĩ là tình cảm của anh dành cho em á, có đủ sức mạnh để anh cùng em thể hiện cho gia đình em thấy không? Anh tin tưởng điều đó. Điều thứ hai mà em muốn nói với anh á, em chọn anh không phải là vì anh là một người có gia thế, cũng không phải anh là một người có sự may mắn trong mọi thứ, không phải anh là một người thành công về mọi mặt. Em chọn anh đơn giản là vì anh có bản lĩnh. Em muốn hỏi anh là vì em muốn xem tình cảm anh dành cho em đủ lớn để chúng ta cùng đi tiếp đoạn đường tiếp theo, để thuyết phục gia đình em hay không. Em tin là nếu mà anh có đủ niềm tin thì chắc chắn chúng mình sẽ làm được và mình sẽ vẫn bên nhau. Cảm ơn em. Chúc mừng hai bạn. Một khi người ta đã có tình yêu thì đâu có cần gì phải nhiều lý do nhỉ. Giải quyết rất đơn giản. Mà không hề nhắc đến mẹ một câu nào, trong khi mẹ bắt buộc phải môn đăng hậu đối thì không hề nhắc đến mẹ một câu nào. Nói chuyện tình yêu là mẹ ngoài cuộc. Mặc dù mẹ chính là nguyên nhân của cuộc nói chuyện này. Anh đang nói để các em cảm nhận về nhau nhiều hơn, chứ ở đây không có chấm điểm. Mỗi câu nói của các em là dành cho nhau, đâu phải dành cho chúng tôi. Không phải dành cho các em mà. Mời người tiếp theo. Bắt đầu, mời các em. Em có nghĩ đến việc là phải quen một người mà cái kinh tế của người ta đang bị khó khăn và phải bươn chải ngoài cuộc sống. Đôi khi anh đang một trong cái độ tuổi mà anh phải bươn chải để anh có tiền, anh đời có cuộc sống tốt hơn, anh lo cho gia đình. Đôi khi những nụ cười trên gương mặt của anh và sự mệt mỏi của anh cũng không muốn điều đó đâu. Thật sự anh là người nghèo thiệt. Người nghèo thiệt, anh không có được như những chàng trai may mắn ngoài kia. Chỉ có một cái là anh nói thật rồi, em không muốn ở bên cạnh anh. Em có muốn vượt qua những cái khó khăn mà anh vừa kể ra với em không? Em muốn. Em chỉ cần như vậy thôi. Em chỉ sợ là quen một người mà người ta khó khăn, xong rồi người ta dừng lại, người ta nhìn nó và người ta than thở. Chứ em không ngại quen một người mà người ta thấy khó khăn và người ta luôn tìm cách giải quyết và vượt qua nó. Ok, em nói ít nhưng mà anh hiểu nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn các bạn. Nói ít hiểu nhiều, không nói một điều gì. Thưa quý vị, trong lúc chương trình diễn ra thì tôi để ý đến Trúc Giao, em gái của Hoài Hương. Không hiểu sao bạn lại khóc rất nhiều, có thể chia sẻ được không? Em rất là cảm ơn anh Xuân Bắc đã hỏi em câu nói này. Tại vì nãy giờ trong lòng em á, nó rất là nhiều cảm xúc. Ngày hôm nay á, anh hai em gọi em đi cùng đến cái chương trình này á, là vào một cái thời điểm em rất là bận. Và khi mà nghe anh hai em nói là cần có người thân đi cùng thì em chỉ biết một cái là em thu xếp tất cả việc của em lùi lại để em đi cùng với anh hai em. Và khi ở hậu trường á,
thì em nghe các bạn có nói là anh Xuân Bắc đề cao cái sự chân thành. Khi mà nói đến cái sự chân thành thì em giữ một cái tâm thế là mình sẽ chân thành. Và hồi nãy khi mà nói về cái tình huống á, em rất là xúc động. Đúng thiệt sự, ở bên ngoài á, gia cảnh của tụi em nó cũng gần gần như vậy. Có nghĩa là nhà em phá sản, kinh tế có một thời gian cực kỳ là khó khăn, thời gian dài luôn. Cả gia đình phải bán hết tất cả và thuê một căn nhà nhỏ, ở chung trong một cái căn phòng nhỏ xíu thôi. Tụi em phải bắt đầu từ con số 0. Nhưng mà chỉ có một cái may mắn á, là gia đình em rất là đoàn kết. Thì bây giờ ba mẹ em bây giờ đang ở nước ngoài, chỉ có anh hai anh em ở đây thôi. Em thì cũng có cái cuộc sống riêng rồi. Và thỉnh thoảng vào buổi tối á, em đang quay quần với gia đình của em, thì em thường hay tự hỏi là anh hai em đang làm cái gì và với ai. Nhưng không thể nào cứ hỏi anh hai mình cái câu hỏi đó hoài, nó sẽ mất tự nhiên. Nhưng thật sự là cái đó là một cái điều em trăn trở trong lòng rất là nhiều. Tại vì em có thể cảm nhận được anh hai em là một người nội tâm ấy. Nên là không phải anh không suy nghĩ hay anh không có cảm xúc đâu. Anh bên ngoài anh cứ hài hài vui vui vậy thôi, nhưng mà trong lòng anh chất chứa rất là nhiều điều. Cho nên là ở đây thôi, thay mặt chương trình em muốn nhắn gửi tới anh hai á là thực ra là em thấy anh hai em rất hiếm khi khóc luôn á. Nhưng mà em thấy thôi, hôm nay coi như là một cái duyên, vì em cũng thông qua chương trình này em nhắn gửi tới anh hai á là coi như đây là một cái cột mốc đi. Từ nay về sau á, em mong anh hai là sẽ sống quyết liệt hơn, biết cái giá trị của mình nó nằm ở đâu. Và thực sự cái trái tim mình á, cảm nhận là đúng người đúng thời điểm rồi, thì hãy quyết liệt lên, hãy lắng nghe trái tim mình, đừng có chần chờ, đừng có lưỡng lự nữa, mà hãy chiếm lấy cái cơ hội đó. Và thậm chí trong chương trình ngày hôm nay hay là bên ngoài cũng vậy, hãy sống thật với lại cái cảm xúc của anh hai. Em mong chờ cái ngày thật sự là thấy anh hai được hạnh phúc. Em ơi, cho chị Trác xin nói nha, mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống và một lần để sống thôi các em. Cho nên hôm nay những giọt nước mắt của em chị cảm nhận được, và những giọt nước mắt của anh em, chị mong là đây là giọt nước mắt hạnh phúc, và chút xíu nữa anh em sẽ càng khóc nhiều hơn khi đứng ở trong trái tim kia nhé. Chúc mừng em. Cảm ơn Trúc Giao. Em ôm chị một cái đồng cảm. Đây chính là việc mà chúng tôi rất cần người thân có mặt tại chương trình. Nếu như không có em và Trúc Giao, làm sao chúng tôi hiểu hơn, làm sao hai bạn nữ cũng hiểu hơn về Hoài Hương được. Và thưa quý vị, hạnh phúc là tất cả chúng ta đều có quyền được hưởng. Hoài Hương có một người em rất đáng tin tưởng và để chia sẻ. Ngay từ đầu khi những chia sẻ của em, anh đã thấy đấy rồi. Xin cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ, đồng cảm với chương trình và với mỗi nhân vật trong chương trình. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Trước mặt tôi sẽ xuất hiện trái tim. Nếu thấy là của nhau thì đừng ngần ngại. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 5 để mọi người chuẩn bị. Sau đó tôi sẽ đếm đến 3 là hết khoảng thời gian các bạn bước vào trái tim. Nếu ai không bước vào trái tim thì sẽ không còn cơ hội. Chắc hẳn các người nhà đang rất là sốt ruột. Cô Kim Linh, vâng, theo chị thì cháu gái có bước lên không? Cô ba chị muốn nói như vậy nè. Tụi con hãy cảm nhận bằng cái sự rung động của chính con tim mình. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Xin cảm ơn chị. Anh Thư thì sao? Tôi muốn nói với bà, tới đây không nhất thiết là mình phải buộc phải có chân ái, nhưng mà mình phải có chân thành. Thì bà cứ cảm nhận từ hồi nãy tới giờ, với lại cái khúc trong nhà chung á, rồi bà tâm sự với tôi như thế nào. Ừ, suy nghĩ kỹ nha. Vâng, xin cảm ơn. 1 2 3 4 5. Bây giờ sẽ là thời gian quyết định. 1 2 3.
An. Em có biết là chính những hành động vừa rồi của em khiến cho người ta hay có những đánh giá sai về em không? Dạ. Những lý do tại sao em chần chừ? Tại vì em nghĩ đến sự chân thành. Em đã trải qua nhiều mối tình. Và em không phải là người yêu vội. Bây giờ em là người rất cẩn trọng khi yêu. Tình yêu đối với em nó phải nuôi dưỡng. Nó như một cái cây gì đó, phải tưới mỗi ngày cảm xúc. Cho nên em chần chừ bước lên đây tại vì em phải xem mình có đủ cái gọi là cái chân thành để mình bước lên đây không. Anh có hai câu hỏi dành cho em. Dạ. Câu hỏi 1, nếu hai cô gái không bước lên, em có bước lên không? Nếu hai cô gái không bước lên, em sẽ bước lên. Em vẫn sẽ bước lên. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu anh là người khắt khe hoặc chúng ta song phẳng với nhau về thời gian, em đã hết thời gian rồi. Hai cô gái bước lên đây và em không còn cơ hội để được chấp nhận đứng ở trong trái tim này nữa. Chẳng phải là một sự nuối tiếc cho em hay sao? Dạ. Em nhá, cái sự cẩn thận của người đàn ông ấy, anh nghĩ không phải là sự chậm chạp, suy nghĩ thật lâu và giải quyết thật nhanh, bởi vì đó là lựa chọn của mình. Dạ vâng. Thực sự, dù sao cũng chúc mừng ba bạn. Và với hai em gái ở đây hôm nay, từ trái tim tôi cảm ơn các bạn đã rất dũng cảm, đã dám sống cho cảm xúc của mình. Cảm ơn các em. Tôi sẽ đưa cho bạn Hoài Hương một cái bút. Bạn sẽ viết tên người bạn chọn vào tay. Nếu như bây giờ anh ấy sẽ nghiêng tình cảm về một người thì đừng ngần ngại, đừng có gì phải ngại với những người xung quanh cả, được chưa? Nào, xin mời Hoài Hương. Tôi nghĩ bây giờ không phải nghĩ nhiều nữa. Cảm xúc đưa chúng ta đến đâu, chúng ta làm điều đó. Em có buồn không nếu như em không tìm được chân ái ngày hôm nay? Dạ không. Không, ở đây không phải là vì bạn Hoài Hương không quan trọng đối với em ở hiện tại, mà là không ở đây vì nếu như mà bạn tìm được hạnh phúc thì em cũng sẽ rất là mừng cho bạn. Cảm ơn em. Còn em thì sao? Em nghĩ tình cảm đó là một cái duyên. Nếu ngày hôm nay em không tìm được chân ái thì em nghĩ là duyên của mình chưa đến. Và cái người mà mình lựa chọn nhưng mà người ta không có lựa chọn cho mình thì người ta đã có một cái lựa chọn khác phù hợp hơn, thì em vẫn sẽ rất vui với lại lựa chọn đó của người đó. Vâng. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chúng ta cùng xem tên người mà bạn Hoài Hương đã viết ở bàn tay trái. Xin mời em. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chúng ta cùng xem tên người mà bạn Hoài Hương đã viết ở bàn tay trái. Xin mời em. Đó là bạn Lily. Lily, cảm xúc của em bây giờ thế nào? Em đứng hình mất 5 giây. Có một cái bản mà em cũng chần chừ, em không dám bước vào. Tại vì em so với tuổi thì em trẻ so với lại chị Sunny. Thì em cảm giác là những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình nó vẫn, em không chắc là nó có đủ để chia sẻ cùng anh hay không. Bởi vì anh là người đã trải qua những cái thăng trầm và có những cái khoảng thời gian mà nó không có được êm đềm và là nó không có suôn sẻ. Thì em không biết là mình có đủ những cái trải nghiệm, đủ những cái sâu sắc để mà có thể chia sẻ cùng anh hay không. Nhưng mà sau đó em suy nghĩ lại là cuộc sống của mình nó là một cái quá trình và mình học hỏi. Thì em tin là với cái sự trau dồi của em thì em có thể là một người để cho anh tin tưởng và chia sẻ hết mọi điều trong cuộc sống. Em đã sẵn sàng lập gia đình chưa? Trước đây thì em nghĩ là chưa, nhưng mà hiện tại thì em nghĩ là em đã sẵn sàng rồi. Quá tuyệt vời.
trên tay tôi là cặp nhẫn cầu hôn. Các bạn có thể thực hiện nghi thức cầu hôn tại đây, trong trái tim này. Đây là một kỷ niệm đẹp. Đồng thời khi các bạn chấp nhận cầu hôn, trong vòng một năm, nếu các bạn đi đến đám cưới thì ban tổ chức sẽ đứng ra để hỗ trợ các bạn tổ chức đám cưới với kinh phí phù hợp, với điều kiện phù hợp, cũng như là sự bảo chứng của chương trình đến với các bạn là đến với hạnh phúc thực sự. À, anh có thể nói với em một vài điều được không? Thật ra thì chúng ta đến đây cũng là một cái duyên. Anh không phải là người khéo ăn nói, bày tỏ mọi thứ bên trong mình, tại vì anh đã giữ vỏ bọc này rất là lâu rồi. Em có muốn phá được cái lớp băng bên trong của anh và anh có thể đem lại tất cả sự ấm áp của anh dành cho em hay không? Em nghĩ là mình có cái duyên từ ngay trong cái khúc mà đặt tên rồi. Anh là Oải Hương là một loài hoa, em là Lily cũng là một loài hoa. Thì cái này giống như là một cái duyên, cái định mệnh mà ông trời đã sắp đặt rồi. Thì em coi như đây là một cái mà mình nên chấp nhận cái duyên này do ông trời đưa cho mình. Làm liền. Lần đầu tiên trong cuộc đời em làm điều này, cho nên là mọi thứ này không thể không sao em mà ai cũng có lần đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, những tràng vỗ tay liên tiếp của quan viên hai họ. Rất tuyệt vời. Mời những người thân hãy ra đây để chứng kiến cùng chúng tôi. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, thật là tuyệt vời. Và quý vị, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ và tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình Chân Ái, một chương trình mà ở đó chúng tôi trân trọng cảm xúc, ở đó chúng tôi tôn trọng tình cảm, ở đó chúng tôi tuyệt đối trung thành với những gì diễn ra thật. Và ở đó quý vị có thấy không, họ đã tìm thấy chân ái. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã ủng hộ chương trình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.